lý thuyết trọng tâm, xét sự phóng xạ của một cái hạt nhân kiếp được gọi là hạt nhân mẹ, biến ra một hạt nhân tinh được gọi là một hạt nhân con, đó các. Thì do các hạt nhân có độ một khối nên không có sự bảo toàn khối lượng ở đây, tức là khối lượng của hạt nhân ít mà bị giảm thì nó không bằng khối lượng y được tạo thành, mà chỉ có sự bảo toàn về số hạt nhân. Số hạt nhân ít bị quăng rải chính là số hạt nhân y được tạo thành. Từ đó ta có được cái phương trình là delta nx bằng ni. Thì delta nx chính là lượng hạt nhân bị phân rã của cái hạt nhân ít, còn ni là lượng tạo thành của ni. Từ đó ta có được n không ít trừ cho nx thì sẽ bằng với ni, và ta thấy là ta lập ra. Ở đây chúng ta có cái phương trình liên hệ giữa khối lượng và cái số hạt nhân, thì chúng ta sẽ có là n bằng n nhỏ nhân cho Avogadro bằng số mol nhân cho số Avogadro. Và chúng ta lập ra được cái mối quan hệ ở đây chính là, và cái phương trình này thường hay gặp, các em hãy lưu ý và ghi nhận nhé. Khi đó chúng ta sẽ có được mi là khối lượng của cái hạt nhân được tạo thành, mx là khối lượng ban đầu của cái hạt nhân được cung cấp để nó bị phân rã, ax là số khối của hạt nhân ban đầu và y là số khối của hạt nhân. Sao ta hãy ở đây, hãy để lại ở đây để chúng ta về sau chúng ta không có những cái bài khác nữa thôi. Tất cả những bài tập hãy sẽ giảng ở trong đây hết ha. Các em theo từng chương đăng ký và các em sẽ học theo. Chúc các em học tốt.